Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên đang tích cực hỗ trợ hướng dẫn các hộ dân đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử bởi lợi thế bán hàng đa kênh cùng hệ thống quản lý sản phẩm và đơn hàng trên nhiều nền tảng trực tuyến hiện đang là phương thức tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mở ra hướng đi mới bền vững cho các mặt hàng nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp. Để hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên hướng dẫn các hội viên đăng ký mã QR và tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân các xã, phường về sàn thương mại điện tử, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp cách mở tài khoản, tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử, hướng dẫn cài đặt app, chụp ảnh sản phẩm, quảng bá sản phẩm sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ 1.700 hội viên, hộ nông dân thành phố được vay vốn, tổng số gần 82 tỷ đồng, phát triển kinh tế gia đình. Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến ở cấp độ cao, thay thế cho phương thức ứng dụng dữ liệu truyền thống nhằm tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về giá trị sản xuất cho xã hội, theo hướng tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp không nằm ngoài công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Chuyển đổi số chính là chìa khóa quan trọng giúp nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao. Thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, phương thức này có thể kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng, loại bỏ khâu trung gian, giúp giá cả nông sản ổn định. Việc tiêu thụ các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử thì nó là một cái xu thế và hiện tại thì nó đang rất là phát triển, không chỉ cho các cái mặt hàng khác mà ngay cả các cái sản phẩm nông sản thì nó cũng đang dần có cái thị trường trên các cái sàn thương mại điện tử. Về phía hợp tác xã thì chúng tôi cũng có tổ chức đưa các cái sản phẩm của hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử từ tháng 6 năm 2021 và cũng đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng, không chỉ trong tỉnh. Có một cái sàn thương mại điện tử Vỏ Sò là với một cái công nghệ đang rất là tốt. Cái thứ hai là việc hỗ trợ bà con tận tình. Thứ ba nữa là chúng tôi có cái mạng lưới giao hàng của bưu chính, có thể là chuyển hàng đến cho bà con ngay trong ngày. Thế thì cái việc đấy, từ những tất cả những cái việc đó thì dẫn đến là cái hiệu quả bán hàng của bà con tăng lên rất là nhiều. Vĩnh Phúc nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp. Do đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhất là việc đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử đang được tỉnh chú trọng, quan tâm nhằm giúp đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản, kết nối nông dân với các tổ chức chế biến, thương mại và người tiêu dùng, mang lại cho ngành nông nghiệp một phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh hiện đại, chất lượng cao, khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có của địa phương. Tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về việc ứng dụng chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Thứ hai là tổ chức thu thập số liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành nông lâm nghiệp thủy sản. Trong đó, trước mắt chúng tôi tập trung vào chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi và ngành trồng trọt. Thứ ba là chúng tôi sẽ xây dựng một số cái mô hình về ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cũng như là trong kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản và áp dụng các mã vạch để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời là đưa các sản phẩm của các hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành 17 trên 17 chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số được giao trong năm 2022. Trong đó, điểm nhấn là hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện. Tỷ lệ các hộ chăn nuôi trồng trọt ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử, phát triển nông nghiệp công nghệ cao ngày càng tăng. Đến nay đã có gần 150 gian hàng nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất được đăng ký trên các sàn thương mại điện tử. Vừa
với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hướng tới giải quyết triệt để tình trạng khó khăn trong việc thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã ra mắt và triển khai phòng đăng ký và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Đây chính là giải pháp quan trọng để địa phương thực hiện có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạo Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Song tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin về công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, cơ quan, doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạo Đức đã triển khai phòng đăng ký và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã xây dựng một cái phòng đăng ký và thực hiện các thủ tục hành chính theo cái dịch vụ công trực tuyến và đã trang bị là các máy móc thiết bị và phân công con người bước đầu hướng dẫn người dân khi người ta chưa nắm được, chưa hiểu được thì hướng dẫn người dân để người dân thao tác sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến một cách nó hiệu quả nhất. Triển khai phòng đăng ký và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạo Đức đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông chuyển đổi, đăng ký chính chủ cho các thuê bao, đồng thời phân công cán bộ hướng dẫn các bước cần thiết để đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại thông minh có kết nối Internet và tiến hành cấp căn cước công dân, mã định danh cá nhân và xác thực điện tử cho công dân. Là cán bộ trực tiếp giải quyết về thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ công thì bản thân chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để hướng dẫn công dân được tốt nhất. Và đây là chương trình mới nên là cái việc hướng dẫn công dân sẽ rất là quan trọng. Là một người dân thì tôi thấy là rất thuận tiện, người dân không phải đi lại nhiều lắm. Thông qua mô hình này, người dân ở từng thôn, làng, khu phố được tiếp cận và hiểu rõ hơn về những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, từng bước thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ở các địa phương. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực 10 năm nay với những quy định cụ thể về địa điểm cấm hút thuốc lá, mức phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại điểm bị cấm. Dù vậy, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến, trong khi việc xử lý hành vi này vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng, khu vực tập trung đông người vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí là ngay tại các bệnh viện là điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Quan sát tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, những hình ảnh cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe được bố trí tại nhiều nơi trong khuôn viên, hành lang các khu khám, điều trị bệnh. Nhưng dường như không tác động nhiều tới nhận thức của người hút thuốc lá. Không khó để bắt gặp cảnh tượng nhiều người vô tư nhả khói thuốc trong khuôn viên bệnh viện, thậm chí là trước những địa điểm đông người qua lại hoặc có trẻ nhỏ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, hút thuốc lá thụ động độc hơn gấp 26 lần khói thuốc do người chủ động hút. Khói thuốc thụ động là một trong các tác nhân gây nên nhiều bệnh như tim mạch, phổi, làm giảm các chức năng hô hấp và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của cả nam và nữ. Hiện nay, việc xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng trên thực tế gặp nhiều khó khăn bởi việc hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, bất chợt. Trong khi lực lượng có quyền xử phạt còn mỏng, chưa rõ ràng, phía người dân cũng chưa thực sự tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng.